Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ Linh Hoan. Hôm nay mình rất là vui được giới thiệu tất cả các bạn một sản phẩm mới của OneMax Kimmax, đó là cái sản phẩm bán nước hoa Hasi. Chúng ta cũng có thể gọi đây là dạng nước hoa. Xuất phát từ chính nhu cầu của bản thân, sở thích dùng nước hoa của mình hàng ngày, và chính từ cái nhu cầu ví dụ hàng ngày mình tập luyện của bản thân và những học viên của mình ấy, thì chúng ta có một cái mùi cơ thể. Thì thực sự đây là một điều là làm chúng ta mất tự tin. Như các bạn đã biết thì xã hội ngày càng phát triển và chúng ta rất là quan trọng đến bản thân của chúng ta, đặc biệt là cái sự xuất hiện của bản thân mình, làm sao cho chỉnh chu, cho nó hấp dẫn để giúp chúng ta tự tin hơn trong tất cả mọi hoạt động, và đặc biệt là trong quá trình tập luyện, đúng không ạ? Thì hôm nay mình rất là vui giới thiệu đây là sản phẩm bán nước hoa Hasi. Bây giờ mình sẽ bóc cho các bạn xem và sẽ review các bạn xem ạ. Sản phẩm được đóng gói và đã đầy đủ giấy tờ đưa ra thị trường rồi. Chúng ta sẽ có một cái tem chống hàng giả này. Đó. Và chúng ta sẽ bóc sản phẩm ra. Sản phẩm có giá rất là ưu đãi thôi. 189.000, vẫn thuộc công ty cổ phần dược phẩm HT do mình sản xuất. Đó. Và đây chính là chai sản phẩm. Đây là mẫu mã này, bao bì này, và đây là sản phẩm thực tế. Một chai này là 50ml. Đó, và các bạn có thấy là nắp hút rất kín ạ. Đó, và chúng ta trước khi sử dụng chúng ta lắc đều. Có rất nhiều nơi chúng ta có thể sử dụng, đó là cổ tay này, đó, dạng hút xương đó, và chúng ta có thể là dùng cổ này, xịt cổ này đó, hoặc là nếu bạn nào có mùi cơ thể chúng ta có thể làm khô và xịt trực tiếp vào vùng mà làm bị hôi. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp các bạn khử mùi cực kỳ lâu. Ví dụ sáng các bạn dậy tắm trước khi đi làm, trước khi đi học, thì chúng ta xịt vào buổi sáng thì nó bám hương cả ngày luôn. Và mình cam kết với các bạn là sẽ giúp bạn có một cái mùi hương có thể cực kỳ dễ chịu. Hương của nó là hương gỗ và rất là nhẹ nhàng thôi. Bản thân mình thích cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó không bị gắt, không nồng, để làm người bên cạnh không bị quá cảm giác bị nhức đầu. Thì đây là cái sản phẩm mà các bạn cực kỳ tốt cho các bạn, và các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Và mùi thì nó là mùi unisex, chúng ta có thể dùng cả nam cả nữ. Đặc biệt là đối với các bạn nam thì đây là cái mùi cực kỳ tuyệt vời. Và để trải nghiệm sản phẩm thì có thể các bạn có thể đặt hàng, có thể inbox cho mình. Đây sẽ là sản phẩm không làm bạn thất vọng đâu, và chắc chắn các bạn sẽ thích ngay lần đầu tiên sử dụng thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã đặt hàng rất nhiều ngày hôm qua. Ngày hôm qua mình mới đưa lên thôi nhưng mà đã rất nhiều anh chị em đặt hàng rồi. Ok, Hasi